Lời Chúa theo Thánh Gioan chương 2 câu 13 đến câu 22. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào mà chứng tỏ cho chúng tôi thấy ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong 3 ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Chúa Giêsu đã nói. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ. Ác hẳn nhiều người sẽ cảm thấy phấn khích với hành động mạnh mẽ và dứt khoát của người. Ác chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu khi ai đó biến đền thờ thành nơi buôn bán. Tuy nhiên, việc làm đó của Chúa Giêsu đã đụng chạm đến nhiều người, trực tiếp ảnh hưởng đến cái lợi của những người buôn bán, và họ đã phản ứng gay gắt với Chúa. Họ đặt vấn đề: ông lấy quyền gì mà đuổi chúng tôi? Khi đặt câu hỏi này với Chúa, họ nghĩ họ được phép buôn bán ở đây. Hoặc nói cách nào đó, dù là mua chuộc hay chia chác lợi nhuận, họ được phép làm chuyện đó. Chúng ta thử nghĩ xem, nhiều người cũng chất vấn chúng ta như thế: ông lấy quyền gì mà nói đến chúng tôi? Thấy xã hội tham ô, hối lộ, chúng ta lên án, động đến nhóm lợi ích. Họ nói rằng, ông lấy quyền gì mà nói? Thấy xã hội bất công, người nghèo bị ăn chặn, chúng ta lên tiếng. Họ nói: ông lấy quyền gì mà làm như thế? Lo mà giảng lời Chúa đi, rảnh hơi lo chuyện bao đồng. Thấy môi trường ô nhiễm, chúng ta lên án xả thải, lên án phá hoại môi trường. Chúng ta chung tay bảo vệ môi trường sống của mình. Họ nói: ông lấy quyền gì mà nói? Chúng tôi mới có quyền. Thậm chí kết án ngược lại chúng ta. Thấy những cơ cấu nhập nhằng ảnh hưởng đến sự vận hành chung, thiếu tính minh bạch, chúng ta lên tiếng. Họ nói chúng ta là kẻ chia rẽ, không cùng nhìn về một hướng. Thấy tệ nạn xì ke, ma túy, đập đá, mại dâm, mại thánh ồn ào trong nhà thờ, nghe điện thoại khi đi lễ, mất trật tự và làm phiền và làm việc thiếu phương pháp, chúng ta chấn chỉnh, rồi cũng sẽ có người nói với chúng ta việc đó có người khác lo. Còn nhiều cái để chúng ta cùng nhau suy nghĩ theo mô típ này lắm. Chúng ta hãy đặt mình vào tâm thế của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên Chúa có quyền và không cần ai cho người cái quyền đó. Sống cho phải lẽ, sống cho sự thật, sống cho các giá trị tin mừng, cũng không cần ai cho cái quyền đó với mỗi người chúng ta, mà chúng ta chỉ có một mệnh lệnh: hãy làm theo những gì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Dù thế nào, chúng ta vẫn phải làm giống như Chúa, chấp nhận giá máu, chấp nhận hy sinh. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết xây dựng đền thờ chúng con thật thánh thiện, tốt lành. Xin giúp chúng con luôn biết bảo vệ những giá trị tin mừng khi phải đối diện với xã hội tội.
tục hóa hôm nay. Amen.